Đến với kênh Bác Tô và có một nơi ở C2 mà chỉ ban đêm bạn mới có thể nhìn thấy nhưng mà ban ngày không nhìn thấy giống như đi đến được nha. Đó chính là cái chỗ này và nếu như mà các bạn nào không biết cái chỗ này là chỗ nào thì mình cũng nói luôn đây chính là cái à, à, vị trí của cái con thuyền ma thì nếu như bạn nhìn ở đây các bạn thấy con thuyền này không nếu bạn đến con thuyền đó thì nó diện tích nhỏ quá và à, bạn đi vào trong đó thì nó sẽ ra một con thuyền nó bự thì đâu phải là người ta xây một con thuyền bự để bạn đi vào trong đâu nó chỉ là một chỗ để dịch chuyển đến vị trí này và vị trí này lưu ý là ban ngày bạn có thể đi đến được nhưng mà do là không thể nhìn thấy thì ở chỗ đó có gì đặc biệt Mình thì à, cũng à, không khám phá nhiều đó Nhưng mà mình có một ý tưởng là mình sẽ treo vua biển ở đó Để xem xem là ở đó thì ra cái gì Và như vậy mình phải chạy thuyền đến đó thì mới treo vua biển được nha Và đi thuyền thì đi thuyền game bát Chứ đi thuyền kia thì nó hơi bị xa Chứ đi thuyền kia chạy đến thì chắc là cũng nửa ngày á Thuyền ở C2 thì chạy lâu lắm mà thuyền em bát thì mỗi lần thuyền hải tặc đánh một lần là mình phải đổi thuyền mới có lẽ là sẽ hơi vất vả nhưng mà thôi dù gì thì mình cũng muốn thử xem là ở đó ra cái gì à, ra nhiều vua biển hơn ra nhiều thủy quái hơn à mà vua biển là thủy quái đó hay là ra một cái gì khác được rồi thì bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài đó Trên đường đi ra thì mình gặp luôn một con vua biển nhưng mà thôi mình sẽ không tính mà mình sẽ đi đến cái hòn đảo này luôn nha. Chứ con vua biển trên đường đi thì không tính nhưng mà thôi các bạn cũng hiểu mà lần trước đi làm về cái thuyền em bá thì nó hơi bị xịn nữa nha. Nhưng mà biết đâu nhiều khi ra tới đó ra toàn là thuyền xong rồi chạy đến nó chạy ra chạy vô mệt nghỉ luôn á. nữa trời ơi tôi chưa chạy ra tới mà ra thêm con vua biển nữa nè các bạn để cái gì vậy tôi thèm tôi ngừng lại đánh đó nhưng mà thôi uh, vẫn thực hiện kế hoạch của mình là mình đi đến con thuyền này nha <laughs> uh, cái thuyền em bát này nó hơi lạ nha trời ơi tôi chưa treo ra hai con vua biển tôi, tôi, tôi từ chối hai con rồi mà cái kia ra ngoài cái sông ra toàn là thuyền hải tặc không cái là mỗi lần đánh xong là phải chạy ra chạy vô vậy đó ác độc Ê mà nhiều khi ra thiền uh, hải tặc ở ngoài mà đánh ra toàn là uh, trái leo bá thì uh, cũng xứng đáng Như vậy thì mình đã tiến đến cái con thiền này Đây các bạn ơi con thiền ma chứ không uh, phải thiền hải tặc. Đây mình chạy đến đây thì nó sẽ hiện lên là con thiền bị nguyền rủa. Nếu ở vị trí này thì mình nghĩ là treo không ra gì đâu Mà mình phải chạy sao mà nó hiển thị là đại dương Đó mình sẽ lui lại và mình hướng mặt về con thiền này để xem là treo ra cái gì nha các bạn Trời ơi sau một thời gian treo cực kỳ lâu thì nó ra được uh, mấy cái thuyền này các bạn giống như là những gì mình dự đoán luôn là mình nói là uh, treo á ủa đi thì đi thì gặp vua biển nhưng mà đến khi treo thì khả năng này ra thuyền trời ơi không nhờ cái miệng mình nó linh thật sự luôn nói vậy cái nó ra thật là ra toàn ra thuyền như thế này rồi tốn công phải quay lại không bây giờ ơi, ơi pha đánh thuyền này của mình nó hơi bị uh, <laughs> uh, không ổn nha các bạn thôi được rồi thì mới đỡ qua kiếm cho nên là đánh nó chưa được quen chứ đúng là xài cái lông trảo thủ thì nó nhanh hơn rồi rồi bây giờ phải tốn công chạy thuyền từ trong kia chạy ra nữa rồi nãy giờ mình treo thì mình không để ý nên là cái 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 thuyền hải tặc nó ra mình không biết nó đánh chìm cái thuyền mình luôn rồi nhưng mà kết quả thì nãy giờ mình thấy mình treo ở đây thì nó chỉ toàn là ra thuyền không mà thời gian treo thì rất là lâu. Mình treo khoảng gần 2 tiếng đồng hồ nó mới ra thuyền đó. Giờ đi bây giờ mình sẽ chạy vào bờ và tiếp tục chạy ra treo tiếp nha. trời ơi nãy giờ không bật mít mà ngồi bình luận như đúng rồi luôn vậy đó cuối cùng thì cũng ra được vua biển rồi đó các bạn cứ tưởng đâu là sẽ không có vua biển nhưng mà trời cái gì vậy cái lúc mà không gì thì bật hai kê quan sát còn cái lúc mà nó đánh ra gì thì lại không bật hai kê quan sát còn đi tắt nữa rối loạn thật sự các bạn này gọi là rối loạn tiền định rồi bây giờ thì combo sơ sơ cái là con vua biển này nó cũng đi Ơi đi cái gì còn tìm được vật thể lạ nữa rồi các bạn ôi rồi ôi các bạn thấy gì chưa đây là bây giờ là, bắt đầu là mình phải nổ một tí Đây, các bạn thấy là treo du biển ở đây mà còn còn còn, còn đánh ổ dư lộn treo ở đây đó, lâu lắm lâu mới ra du biển lắm nhưng mà ra vô biển là phải chất lượng như thế này rồi có lẽ là bây giờ về đánh râu đen luôn đi các bạn chưa treo du biển đây thì thực sự mình cảm thấy là nó hơi cực rõ ràng là mình đánh uh, thuyền hải tặc hay này kia nó cũng rất là lâu mình treo phải nói là đôi khi á mình treo hết từ bình thường cho đến trăng tròn rồi xong hết trăng tròn rồi đến trăng tròn nữa nó mới ra một cái thuyền hải tặc thì thôi uh, có lẽ là đây là con vua biển đầu tiên nhưng mà có lẽ là cũng là cuối cùng khi mình treo ở cái đảo đó bây giờ thì mình sẽ qua mình đánh uh, râu đen ở trời lệ đi để hồi nó hết uh, cái 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 ấy rồi rồi tập kích... ôi trời ơi quên cái này nó tuột nhanh như là cái máy điện vậy Ổn quá đang còn cái 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 nộ mình qua mình đánh cho nhanh mà kiểu này là mất nộ rồi thì chứ trời nó không cho mình đánh con vua biển nhanh rồi ủa đánh con rô đen nhanh rồi cái đó là cái đâu rồi đấu trường bóng đêm lẹ lên ôi Ơi, ơi cuối cùng thì cũng mất luôn rồi các bạn thôi được rồi thì bây giờ thì có chỉ có đổi lên vật tổ rồi đánh thôi lẽ ra là mình xử con râu đen nó nhanh lắm các bạn nhưng mà chỉ vì một pha gọi là một chút uh, lầm lạc là 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 lầm là, lầm là, gì mà thôi bây giờ không biết nói gì nữa đúng ra là lúc nãy mà khi mà đánh được mình chạy qua đây liền chứ đâu chỉ mà ở đó mà câu giờ Không biết làm chi mà ngồi nói rốt cuộc bây giờ đánh râu đen nó hơi bị lâu nhưng mà thôi lần trước các bạn thấy là mình uh, 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 râu trắng đánh râu đen đúng không các bạn dùng trái chấn động đánh râu đen còn bây giờ thì các bạn có thấy thể thấy là sức mạnh của <laughs> uh, thị sư đô đốc uh, cụ thị sư đô đốc cụ thị sư đô đốc tên gì quên mất tiêu rồi uh, là, là 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 cái uh, uh, mình quên ngang cái ông đó rồi thiệt tình nó nhiều lúc đầu óc nó lãng lắm mà cái tới lúc mà làm clip này là nó quên ngang cái bình thường mình nhớ cái ông đó rõ lắm cái ông mà sen goku trời ơi bây giờ mới nhớ nè đó các bạn thấy cái chân trong cái trận chiến marine fort chỉ cần một trưởng của sen goku là các bạn thấy là 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 râu đen là chịu không có nổi đúng không cho nên là đối với mặt um, uh, tổ này thì sợ gì mà cái thằng râu đen đúng không rồi xong rồi râu đen thì mình xử lý nhanh gọn lẹ thôi được rồi thì uh, tổng kết lại thì các bạn cũng thấy là mình treo uh, thuyền hải tặc gọi là treo vua biển đi treo vua biển ở cái con thuyền ma ám uh, nhưng mà toàn là ra thuyền hải tặc không chứ không có ra um, vua biển và như các bạn cũng thấy là trên đường đi thì gặp vua biển nhiều nhưng khi đến đó thì phải nói là treo vua biển cũng lâu hay là treo thiền hải tặc cũng lâu mình treo khoảng hai chu kỳ có một lần dài nhất là mình treo hai chu kỳ trăng tròn thì mới ra thiền hải tặc và chưa thể thấy được rằng là thuyền hải tặc ở đó ra cái gì ngon đúng ra thì mình phải treo nhiều hơn nhưng mà các bạn cũng thấy là thời gian treo lâu quá thời gian từ đảo chạy ra đến cái chỗ này rất là lâu rồi mà thời gian treo nó lại còn lâu hơn mất thời gian mình từ trưa đến bây giờ mà thu lại kết quả là như vậy nhưng mà đặc biệt cái là mình đánh vua biển thì nó ra luôn ngay cái uh, uh, cái, cái 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 khay râu đen uh, thôi thì cũng tạm gọi là may mắn đi các bạn uh, không ra thì uh, thôi nhưng mà ra một vát là ra đồ ngon luôn và đó là mình treo vua biển ở con gọi là sao ta? Ờ thôi mình treo vua biển ở con thuyền ma ám đi ha. Và um, các bạn nghĩ sao về uh, cái chỗ vị trí treo đó? Hãy để lại commenter bên dưới. Um, còn video này mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye mọi người nha.